Kể ra mà khách hàng làm một cái cột ở đây mà chống lên là ok này. Chó. Đây anh em nhé, đây là một cái đường dây mà nó bị đứt này, nhưng mà chưa biết là nó đứt ở đâu. Bây giờ đo cái điểm nối ở đây chỗ này đã. Hôm nay thì nó lên rất nhiều những sự cố. Đây dây nhà khách này. Kiểm tra chỗ này xem nó có tín hiệu không ạ. Ở đây có tín hiệu này. Đây là cái đợt trước mà nó bị đứt một lần rồi, nhưng mà nối bằng cái đầu phát như này. Hôm nay là không biết đứt ở đâu nữa. Đây sẽ check lại cái tín hiệu của cái tủ hộp cáp ở đây. Ở đây đa phần là toàn những cái dây toàn đi lên trên cây anh em ạ. Cho nên nó hay bị không có. Không có tín hiệu. Mình sẽ về nhà khách hàng xem như nào. Đây nhé, đây là cái cột này, đây là cột tre này. Một thời gian sau nó sẽ đổ mất. Còn đây là cái đường dây của nhà khách hàng này. Đi lên những cái bụi tre như này. Gọi khách hàng thì không thấy nghe máy. Hút khách hàng đi đâu? À đây, ui giời. Đây, buộc như này là cũng bị anh em nhé. Tí mình phải buộc căng ở chỗ này lại. Có rất nhiều khách hàng là không biết quấn, xong rồi toàn quấn dây như này. Có khi là quấn dây ở đấy nó bị. Không phải nhá. Không biết bị đâu.
những cái đường dây như này thì khách hàng rất hay là di chuyển mấy cái đường dây. Anh ơi, có ai nhà này? Anh ơi, đây đây, nó bị gấp dây quá anh ạ. Khả năng là bị gập cái đoạn này này, cho nên là bị đứt này. Sẽ cắt đoạn này đi này.
không có cái gì. Con chó. Mẹ nó cắn mất chiếc dép của mình à? Con chó cắn mất cái chiếc dép của mình, không thấy đâu nữa nhau. Bây giờ là chúng ta sẽ phải thay dây từ điểm này sang điểm kia. Không biết hôm qua dân cái nhà này là chắc là hôm qua nó buộc lại cho nên nó bị đứt ngầm mất rồi nhá. Thì mình sẽ buộc lên cái tép nước kìa. Do dân ở đây là cái cột điện là nó rất là yếu cho nên là rất hay bị cái tình trạng đứt dây nhá. Đây, xong rồi mấy cái đường dây toàn đi qua những bụi cây.
Bình thường nếu mà cái dây cáp quang này thì nó không hay bị đứt đâu anh ạ. Mình có tác động vì tác động của con người hoặc là cây cối nó mới bị đứt dây thôi. Nhà khách hàng này thì lần thứ hai bị đứt dây rồi. Đợt trước là họ cho thông xe ở cái góc bên bên này. Xe máy cầu là được đi vào. Máy cầu đi vào thế là họ cầu phải múc phải cái đường dây. Đây là lần thứ hai trong năm bị đứt này. Cái này nguyên nhân thì là do khách hàng thôi anh ạ. Nhà mình thì lại không có cột, trong khi đấy lại dây dợ lại buộc lung ta lung tung ở trên mấy cái cây tre. Hôm trước vừa mới mất cái kìm chuốt rồi nha bạn, cho nên phải dùng kìm cắt này để tuốt dây luôn. Anh em khẽ miết thôi. Khẽ miết đấy, chứ là khẽ miết cái đầu của cái kìm ấy. Công việc còn lại là của dao cắt. Bình thường thì nối kiểu như này thì anh em không nên quấn băng dính nhá. Quấn băng dính là nước nó vào. Một trung tâm huyện thì có một cái máy hàn. Dịp thì một tháng may ra được vài con. Nên đứt lại anh em toàn phải sử dụng cái này. Mỗi cái lần sử dụng như này thì mất 10.000, à 20.000. Mất 20.000. Hai cái FC với lại một cái cúp lơ nữa. Đây anh em ạ, đây là đợt trước là khách hàng cho sử dụng cái, đây là con đường này. Cho xe cẩu đi qua này. Thế là bị đứt dây. Ái chặt đi, mẹ. Vãi lìn. Màn đêm tối xuống bầu tay. Mm-mm-mm-mm-mm.
này mình sẽ buộc lên trên này, trên cái tét nước này. Mấy con chó nó gặm mất chiếc dép rồi. Tìm lại cái điểm mà bị đứt thôi. Bình thường nếu mà anh em có cái cột cứng là mình đi nó đi những cái điểm an toàn ấy thì nó không bao giờ bị hỏng. Ở đây thì toàn đi lên trên cột tạm. Mình sẽ đi một phát như này luôn anh em ạ. Mấy hôm nữa lại chặt tre đây lại lại toang. Vừa ăn Tết xong mà nghe vẻ là nhiều việc quá, toàn thấy đứt dây như này. Mình sẽ buộc trùng trùng thôi nhá.
Kể ra mà khách hàng làm một cái cột ở đây mà chống lên là ok này. Chó, chó. Con chó béo này nó đi ấy mất rồi. Của mình. Tìm dép cho tao. Khả năng mất chiếc dép rồi anh em ạ. Ở đây là sự cố chủ động ở trên hệ thống anh em nhé. Mình đến nhà khách hàng không có. Đến nhà nhưng mà khách hàng không có ở nhà nhưng mà không có khóa cửa. Thế mình xử lý luôn, tại vì gọi điện cũng không có ai, không đúng số ở trên hệ thống. Mình đã đến nơi rồi thì mình xử lý luôn, chứ mình cũng không đi. Vừa mới đặt cái kìm tuốt quang về nhưng mà chưa thấy cái kìm tuốt quang về. Sử dụng tạm cái kìm. Nó hơi khó làm anh em. Bởi vì kìm tuốt đây là kìm cắt mình sử dụng để tuốt sợi quang này rất khó. Tín hiệu âm 23 đây anh em. Ok rồi.
là bị thuộc lao. Trước khi đi thì anh em đóng sự cố luôn anh em. Mông à, xuân vâng, xuân tôi hay anh Quyết ấy, mình đang ăn là mình chơi chân về. Vâng. Trước khi đi thì anh em đóng cái sự cố lại anh em nhé, tránh trường hợp mà mình xử lý xong rồi nhưng mà lúc mình cắm vào ấy, cắm vào thì nó không tín hiệu nó kém. Đóng sự cố đi đấy. Đây em, tín hiệu đạt rồi. Ok. Khách để điện thoại ở nhà. Mất một chiếc dép. Con chó này không biết nó. Giờ lại phải chạy lên trên này để đi mua đôi dép ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha.